Lịch sử huyền bí của nước hoa. Ngày nay, nước hoa đã phổ biến trên khắp thế giới, là bạn đồng hành không thể thiếu của nhiều người mỗi khi ra ngoài. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nước hoa có từ bao giờ và ai là người đầu tiên tạo ra nó? Về mặt lý thuyết, nước hoa ra đời ngay thời điểm con người biết cách giữ lại mùi thơm của hoa cỏ tự nhiên. Nhưng để có thể vươn mình trở thành loại mỹ phẩm đắt giá như hiện nay, nó đã phải trải qua một chặng hành trình khá dài. Nước hoa có từ khi nào? Ngay từ thời cổ đại, nước hoa đã xuất hiện dưới hai dạng. Đầu tiên là các loại thuốc mỡ và tinh dầu có khả năng giữ hương lâu dài. Người ta bôi chúng lên cơ thể, đặt trong túi vải cùng với quần áo hoặc bôi trực tiếp lên tóc. Dạng thứ hai là các loại chất đốt có thể lan tỏa mùi hương, thường được dùng trong các nghi lễ tôn giáo. Từ perfume ngày nay xuất phát từ tiếng Latin, fumus có nghĩa là khói, chính là có nguồn gốc từ loại chất đốt tỏa hương này. Dần dần theo thời gian, nước hoa biến đổi thành dạng hỗn hợp sệt, cuối cùng là dạng lỏng như hiện nay. Khi nói về khởi nguồn của nước hoa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, bởi quốc gia này đã quá nổi tiếng với những thương hiệu nước hoa đình đám thế giới như Chanel, Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, quốc gia đầu tiên phát minh ra nước hoa chính là Ai Cập cổ đại và khoảng thời gian nước hoa ra đời là cách đây hơn 3.000 năm. Minh chứng là các nhà khoa học đã tìm thấy một bản viết tay trên giấy cói ghi lại cách sử dụng các loại cỏ thơm và chất đốt thơm mà Pharaoh Khufu, người xây dựng kim tự tháp lớn nhất Ai Cập vào năm 2700 trước công nguyên, để lại cho đời sau. Họ còn tìm được chiếc lọ nhỏ có chứa hương trầm trong ngôi mộ cổ hơn 3.000 năm tuổi của vua Tutankhamen. Đặc biệt, những bức tranh trên tường của các lâu đài cổ có vẽ hình những nữ vũ công vừa nhảy múa vừa đội một bình dầu thơm trên đầu. Người Ai Cập rất chuộng dùng nước hoa trong các hoạt động tôn giáo hay nghi lễ vì họ cho rằng nước hoa là mồ hôi của thần mặt trời ra. Họ sử dụng gỗ thơm, thảo mộc hoặc rễ cây cỏ để làm nước hoa trong các buổi lễ tế thần. Họ tin rằng hương thơm sẽ giúp kết nối con người với thần thánh, giúp con người nhận được sự che chở và bảo hộ của các vị thần. Người Ai Cập còn tôn thờ thần nước hoa Nefertum, người đội một chiếc khăn trùm đầu được tạo thành từ hoa súng, một trong những mùi nước hoa phổ biến nhất hiện nay. Hành trình tỏa hương muôn nơi. Theo thời gian, nước hoa du nhập từ Ai Cập sang xứ sở Ba Tư huyền thoại. Tại đây, nó chỉ được sử dụng bởi tầng lớp quý tộc. Hình ảnh các vị vua Ba Tư thường gắn liền với lọ nước hoa, điển hình là trong các tác phẩm hội họa, người ta vẫn thấy những chai nước hoa xuất hiện trên tay của hai nhà cai trị huyền thoại Darius và Xerxes. Sau này, Avicenna, một nhà hóa học và triết gia người Ba Tư, đã không ngừng thí nghiệm để tạo ra nhiều mùi hương nước hoa mới bằng biện pháp chân cất. Ông đã thành công tạo ra lọ nước hoa không dựa trên tinh dầu. Bắt đầu từ đó, người ta dần sử dụng cồn để làm nguyên liệu nền, tương tự như những chai nước hoa chúng ta đang sử dụng hiện nay. Theo thời gian, nước hoa du nhập đến Hy Lạp không còn là biểu tượng của sức mạnh chính trị như ở Ba Tư hay Ai Cập. Nước hoa tại đây được xem là một tác phẩm nghệ thuật đầy lôi cuốn mà ai cũng có thể chạm vào, chứ không riêng gì vua chúa hay tầng lớp quý tộc. Sau này, dưới ảnh hưởng của văn hóa Trung Đông và Hy Lạp, người dân La Mã cũng bị hương thơm quyến rũ của nước hoa lôi cuốn. Tại La Mã, nước hoa được phát triển với nhiều mùi hương đa dạng, dựa trên mùi đặc trưng của cỏ cây hoa lá. Người dân ở đây tin rằng hương thơm từ nước hoa có thể đưa con người đến gần các vị thần hơn. Khác với khu vực Trung Đông, Nam Á hay Địa Trung Hải, người Trung Hoa cổ không thoa trực tiếp nước hoa lên người, mà họ chọn cách đốt các loại hương liệu. Họ thường sử dụng mùi thơm để ướp món ăn và sáng chế các bài thuốc xông hơi vì họ tin rằng thảo dược mùi thơm có thể loại bỏ một số loại bệnh. Tuy nhiên, tầng lớp vua chúa lại thường sử dụng chúng như mỹ phẩm làm đẹp. Thậm chí giới quý tộc, quan lại còn tranh nhau để có được hương thơm độc lạ, hiếm và đắt giá được nhập khẩu qua con đường tơ lụa. Sau này, Thapputi, nhà hóa học đầu tiên trên thế giới, cũng là thợ điều chế nước hoa thành Babylon vùng Lưỡng Hà, đã thường xuyên chân cất hoa, dầu, cây mây và các dung môi khác, sau đó tiến hành trộn lọc chúng nhiều lần để tạo thành nước hoa. Các thủ thuật và những giai đoạn chân cất này nhanh chóng được lan truyền ra lưu vực sông Ấn. Phương pháp làm nước hoa của bà cũng đã trở thành nền tảng cho ngành công nghiệp nước hoa hiện đại. Phát triển rực rỡ ở Mỹ và châu Âu.
Khi phong trào phục hưng bùng nổ ở Italy, cũng là lúc nước hoa được du nhập và trở nên phổ biến. Người dân nơi đây không chỉ xem nước hoa là mỹ phẩm làm đẹp, giúp triệt tiêu mùi hương cơ thể, mà họ còn coi nó là thuốc phòng nhiễm trùng. Người Italy sau này đã biết khai thác nguyên liệu nước hoa từ động vật như xạ hương, long diên hương để tạo ra những hương thơm quyền lực hơn. Đến đầu thế kỷ 20, nước hoa bắt đầu lan ra khắp châu Âu. Lúc này, nhiều loại nước hoa mới ra đời với những công thức phức tạp và tên gọi lạ. Trung tâm nước hoa lúc này nằm ở Pháp. Những chai nước hoa sành điệu và thời thượng nhất là xuất hiện ở đây. Có thể kể đến That is why I loved Rossini với hình một cái lọ hoa có nút chai nằm ẩn dưới một chùm hoa bằng lụa, hay chai Lily of the Valley được chế tác trên nền sứ trắng muốt và có một dải ri băng trắng thắt ở cổ. Khi đó, nam giới cũng bắt đầu được các nhà sản xuất nước hoa chú ý, điển hình là sự ra đời của chai The Gentleman's Handkerchief, mang kiểu dáng cách tân, lọ hình tam giác với những hình xoắn ốc vẽ ở mỗi mặt. Những lọ nước hoa sáng tạo khác có thể kể đến như Revived, làm theo hình một bình đựng cà phê, hay chai Illusion, có vỏ ngoài bằng bạc đúc hình ngọn hải đăng. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lính Mỹ quay về nước mang theo rất nhiều nước hoa mua từ Paris. Từ đó, các công ty sản xuất nước hoa tại Mỹ nhanh chóng mọc lên, đáp ứng nhu cầu mới của người dân. Một số chai nước hoa đầu tiên tại Mỹ đã gây tiếng vang lớn, có thể kể đến như Mas Rouge và Alec Kinnaid. Ngoài ra còn có Buccaneer, một trong những chai nước hoa đắt nhất lịch sử với vỏ chai làm bằng sứ trắng, bọc xung quanh bằng da thú trang trí rất đẹp mắt. Những chai nước hoa thời hiện đại. Chai Chanel No. 5 ra đời năm 1921, đại diện cho cuộc cách tân trong ngành sản xuất nước hoa hiện đại, cả về nội dung lẫn hình thức. Chai được thiết kế đơn giản với mùi hương có phần nam tính, nhưng thích hợp cho cả nữ giới. Thời gian này, ngoài Chanel, thế giới còn có những hãng nước hoa lớn khác như Nina Ricci, Lanvin, Lancôme. Đến thập niên 1940, suy thoái kinh tế đã khiến thị trường nước hoa bị ảnh hưởng mạnh. Những chai nước hoa không còn quá sang trọng hay đắt tiền nữa. Thay vào đó, chúng được sản xuất giản dị hơn, chủ yếu làm theo công nghệ dây chuyền để giảm sự tiêu tốn nhân công. Nhưng khi kết thúc Thế chiến thứ hai, ngành công nghiệp sản xuất nước hoa ngay lập tức được hồi sinh với những bước tiến mới. Lúc này, Christian Dior và Nina Ricci nhanh chóng trở thành những ông hoàng bà chúa trong lĩnh vực này. Miss Dior dành mùi hương thanh nhã cho các quý cô với vỏ chai làm bằng đá tự nhiên, thiết kế thanh tao và sang trọng. Còn Nina Ricci nổi tiếng với mùi hương quyến rũ, nữ tính và lãng mạn. Đến thập niên 1950, nước hoa có xu hướng được lãng mạn hóa hơn bao giờ hết. Chai Monsieur Marquet được tạo trên nền sứ trắng khắc họa người đàn ông lịch lãm đội mũ thắt nơ với bộ ria rất được yêu chuộng thời kỳ đó. Christian Dior thì cho ra đời chai Diorissimo, có tạo hình một chiếc bình hai quai với nắp chai là hình bó hoa mạ vàng. Còn chai Maggi sản xuất bởi Lancôme năm 1950 là món quà phổ biến trong dịp Giáng sinh với thân chai hình sao đặt trong hộp bọc lụa hoặc da thuộc. Theo thời gian, xã hội tiên tiến kéo theo nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng lên. Nước hoa không còn là thứ phù phiếm hay để phân chia giai cấp nữa. Giờ đây, ai cũng có thể sở hữu riêng cho mình một chai nước hoa, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ. Một phần có lẽ là do sự phát triển của hóa học, các loại chất pha trộn để tạo nên hương nước hoa trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Điều này giúp những hương thơm tưởng như quý hiếm dần được phổ biến với giá thành ngày càng rẻ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!